Hoàng xin kính chào quý chị khách hàng, cô chú và các bạn đang xem video trên kênh điện thoại Tinh Ninh. Hôm nay thì vào buổi trưa Hoàng đang đi quay một miếng đất lên đến 1,5 mẫu, giá bao rẻ luôn nha mọi người. 1,5 mẫu này bán chỉ có 1,5 tỷ thôi, thì tính ra là một công đất chỉ có 100 triệu anh chị. Thông báo với anh chị luôn, giá này là giá chốt nha, không thương lượng. Ngày hôm nay Hoàng đến với vị trí là xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là cái cung đường để vào bên trong đất của mình. Anh chị hình dung trước đi, một tí Hoàng sẽ cho anh chị xem được cái sơ đồ đất. Từ đây ra tới cái trụ phía ngoài nè. Đó thì quẹo ra đã khoảng độ 30 mét, ngay chỗ mà xe Camaz đang chạy đấy, là đụng đường nhựa rồi, đường nhựa lớn luôn nha anh chị. Chạy thẳng một mạch thôi là về ngay Ủy ban dân xã Ninh Điền. Chỗ này thì cách Ủy ban xã là khoảng độ 2 cây số, về ngã tư Long Vĩnh là khoảng độ 6 cây, về trung tâm thành phố Tây Ninh là 20 cây, còn về Sài Gòn là khoảng độ 85 đến 90 cây nha anh chị. Đây là cái hình sơ đất chỉ cho anh chị hình dung trước. Anh chị xem trước cái thông tin đất ha. Nằm tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Tổng diện tích là 15.525,5 m². Hiện đại sử dụng đất là đất trồng nước còn lại LUK nha anh chị. Và bên đây là hình dạng của thửa đất và đường đi đàng hoàng. Nói chung đất lớn mà lại có đường trên sổ là rất là khá rồi anh chị. Ngoài ra thì bên hông anh chị thấy bên đây có cái đường nước đó nè. Vị trí ban đầu Hoàng đứng là góc này. Đấy. Và đây là nguyên cái phần tiếp giáp đường. Như vị trí Hoàng đứng ban đầu nè, đi thẳng vào hết cái đám mì đó là nguyên cái phần tiếp giáp đường của mình ha. Hiện tại thì mình chưa có mở đường thôi, còn từ góc này nè bo ra hết khúc ngoài đó chị là đường trên sổ đàng hoàng nha. Rồi chạy ra đây cũng là đường nhà nước đàng hoàng, đụng đường nhựa thì khỏi phải bàn rồi ha. Đó là vị trí ban đầu Hoàng đang đứng. Cái phần tiếp giáp đường của mình là 95m86 đấy đó, đường đất nè rõ ràng ha. Cạnh dài xuống nhất là 118m cộng với lại 61m57 nè. Tính ra là gần tròn 200m nha anh chị, nguyên một cạnh dài xuống. Còn cái phần mà tiếp giáp bên cái mương nè, dài xuống là 193,85. Rồi cái phần cạnh cuối cùng là 72m83 nè. Đó. Hướng chính của lô đất ngày hôm nay mặt tiền là quay về hướng đông nam. Còn bên đây sẽ có một cái đường mương nước để tiếp giáp với cái vườn sầu riêng nhỏ bên đây nha. Còn nguyên đồng đất của mình hiện tại đang trồng mì. Rồi, đó là cái phần sơ đồ đất Hoàng đã chỉ rõ ràng cho chị xem. Đó, đường thì như thế này nè, chạy thẳng ra. Bên đây thì có một số cái công trình người ta đang múc đất để làm gạch nha anh chị. Nhưng mà trên cái diện tích người ta không có ảnh hưởng đến đất của mình. Luôn cả cái phần ranh giới chị từ bên đó qua tới bên đây nè, cũng còn khá là xa nha. Vị trí đầu tiên đứng ở đây là phần tiếp giáp đường. Từ đây nè, dài vô 90 mấy mét tới cái mí, hết cái mí mì đấy. Tiếp giáp với cái vườn sầu riêng non ha. Rồi nguyên cái cạnh này nè, dài xuống hết tới cái mí trụ điện luôn. Đó, nguyên phần này nè, dài hết tới đây là 193m nha. Phần này là 95m phần tiếp giáp đường. Nếu mà mình làm đường bên đây nha, đường trên sổ đàng hoàng. Cạnh này dài xuống là 200m nha anh chị. Đó, theo cái hàng cây này trên giấy rõ ràng. Còn đây là đường nè. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi cái cạnh này cho anh chị xem ha, rồi cho anh chị qua đó xem được cái đường nước. Còn cạnh này thì là phân ranh rõ ràng rồi, giữa đám mì, ở giữa thì có hàng cây tràm như thế này nè, rõ ràng. Cạnh bên tiếp giáp cái kinh á là lên đến 193m nha anh chị, khá là dài. Toàn bộ hiện tại đang trồng mì 100%, cho nên vì thế là phân ranh rõ ràng, anh chị khá dễ hình dung. Bên đây là hàng tràm là đất của mình, phía sau là một vườn cao su non. Bên đây là cái đường nước và đám sầu riêng nha anh chị. Hoàng cứ lộn sầu riêng với cao su hoài. Đây cũng là một cái mương nước nè anh chị. Đó. Và đường của mình là nếu mình làm thì sẽ đi thẳng qua 90 mấy mét bên đây. Đường á, mà có trên sổ á, thì ở ngoài mình xin phép làm khá là dễ dàng. Còn nếu mà đất mà không có đường á anh chị, trên sổ không có đường, ở ngoài mình xin khá là khó khăn ha. Nhiều khi là người ta sẽ không cho mình làm nữa. Phải vấn đề hợp dân này nọ rất là phiền phức. Còn ở đây là nếu mình xin phép thì quy hoạch và trên sổ đã có đường rồi thì làm khá là dễ. Lô này cũng đông một trong những cái lô đất mẫu có đường, rồi một thửa đàng hoàng, đường sáng ngon lành, giá rẻ nữa nha anh chị. Tính quy chung là cứ 1 tỷ là một mẫu đó chị. Một căn đất là 100 triệu, mình cứ nhân theo cái diện tích của mình là hơn 1,5 mẫu nha. Đất này là đất đen pha nha anh chị. Thì kế bên là người ta đã có trồng cái đám sầu riêng rồi đó, thì chị sẽ tự đánh giá được cái chất đất của mình.
Nhắc lại vị trí là nằm tại xã Đinh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Cách Ủy ban nhân dân xã Đinh Điền là chỉ có 2 cây số thôi. Chỗ này thì đa phần là bà con canh tác nông nghiệp nha. Giá ngày hôm nay có thể nói là tụt thảm hại rồi so với thời điểm trước. Chủ đang lâm vào vấn đề kẹt tiền nữa, cho nên là đang đã đi với cái giá này. Chứ theo Hoàng đánh giá là hình đất đẹp nè, đường xá thì ngon lành, chắc chắn thì cái giá lúc trước nó sẽ hơn khá là nhiều. Hiện tại mì đang cho thuê để trồng nha anh chị, bởi vì mì cũng đang rất là có giá, đi theo vấn đề trồng lúa nữa đó chị. Đây, bên đây là một cái đường rạch nước nha. Tuy nhiên hiện tại Hoàng đang quay thời điểm này là mùa khô rồi, cho nên là nước không có, chứ vào mùa mưa là nước sẽ chảy từ góc đó dài lên tới đây này, qua theo cái đường mương này và cua theo đất mình luôn, là 193 mét quy khúc này nha. Bên đây anh chị thấy là người ta trồng sầu riêng đấy. Để Hoàng xuống quay dưới đây nè, anh chị dễ hình dung hơn. Đó, góc ban đầu ra ngoài đường, ra đường nhựa. Cái này là 95 mét mặt tiền đường nha. Cái bên đó là 200 mét về xuống, bo qua 72 mét. Và cạnh Hoàng đang đi nè là 193 mét. Toàn bộ trồng mì 100%. Lâu này anh chị mua cho, nếu mà chưa có sử dụng tới thì cho thuê đi 1-2 năm gì đó. Còn nếu mà mình cái gu mình trồng cây lập vườn thì về cải tạo đất lại. Sầu riêng thì lên ụ nha, nước thì khoan giếng, mùa mưa thì khỏi tưới rồi. Đây, ở khúc này thì anh chị sẽ thấy được cái vườn sầu riêng hàng xóm của mình nó khá dễ dàng hơn. Đây, toàn bộ là đang xong sầu riêng nha anh chị. Bên đây chắc cũng phải từng 3 đến 400 cây đấy. Ở giữa là đường mương nước theo trên sổ rõ ràng luôn. Hiện trạng bên ngoài sao thì trên sổ y chang như vậy. Bên kia thì người ta đang khai thác đất để làm gạch nha. Khai thác ở đây đem về lò nha anh chị, chứ đây không có cái lò gạch nào cả. Cho nên về mức độ ô nhiễm này nọ thì không có đâu. Đường xá thì mình hay khúc đó đó, ra ngoài là khá gần đường nhựa luôn. Hoàng đứng kế bên là cũng không có thấy bụi nhiều nha anh chị. Rồi, đó là 1,5 mẫu đất ngày hôm nay mà Hoàng muốn chia sẻ đến quý anh chị cô chú khách hàng đang xem video trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Đó, anh chị thấy là xe tải đang chạy ngoài đó đó. Đó là cái đường nhựa đi dẫn thẳng về Ủy ban nhân dân xã Ninh Điền đó anh chị. Quý anh chị em cô chú khách hàng có nhu cầu thì cứ liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình nha, 0981877139. Bây giờ thì Hoàng sẽ bắt đầu từ vị trí bên đây nè chị. Xe Hoàng đang chạy ha, từ đây nè, ra ngoài cây trụ đó và leo lên đường nhựa để về Ủy ban nhân dân xã Ninh Điền cho quý anh chị xem. Như vậy là Hoàng đã mô tả hết miếng đất ngày hôm nay, 1,5 mẫu giá 1,5 tỷ tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Quý anh chị cô chú khách hàng có nhu cầu liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình 0981877139. Đồng thời anh chị có nhà đất chính chủ giá phù hợp thị trường, hãy gửi với Hoàng qua số điện thoại này luôn. Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.